Hello everyone, welcome back to my channel. Cái clip này thì mình sẽ chơi thử loại 8 game. Các bạn cùng mình khám phá thức game đầu tiên nha. Into the Day 2, let's go. Ok. Ok, còn 1.000 feet nữa. Rồi, rất là dài. Đoạn đường rất là dài. Thì không sao. Rồi ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái thứ hai, đưa trigger 2, let's go. Play. What's all right. Ok. Let's go. Bring it on. Lock and load. Stay down. Ok, mình sẽ bảo vệ anh chàng. Let's go, đi thôi. Oh, holy damn, you're the rescue team? Come on.
No problem. Let's make a run for it. Keep me covered. Feel free to stock up on ammo. Let's move. What do we have here? OK, và bây giờ thì mình sẽ sang tình huống thứ ba, The Taker. Let's go. Bye.
và bây giờ thì mình sẽ sang cái thứ tư. Đi ra. Season 1. Okay, let's go. Được 1/3 chặng đường rồi. Okay. Let's go. Okay. Rồi và bây giờ thì mình sẽ sang đến đây thôi. Điều ra. Điều check cơ. Let's go. Ok. What? Sao mình ở đây? Chết rồi, không có lối ra. Có bổ nóng từ xa. Thank you.
Oh my god. Wow, good move. Okay. Mine, I can go. Chip the chip. So let's go. Wow, we don't mean sit side of the video into the deal. Wow, không ăn được cái kia rồi. Oh my gosh, không ăn được cái kia rồi. Wow. Thôi có lẽ mắc rồi. Oh my gosh. Rồi ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Rồi qua kinh đưa. Continue. The young hero, Frank. They search for a quick the elder, Rustam, the chosen. Tựa game này các bạn sẽ làm nhiệm vụ ở trong tựa game. Bây giờ mình sẽ đi đâu để lấy nhiệm vụ lòng. Ok. Xong một nhiệm vụ. Còn shut down the ticker. Bây giờ mình chuyển sang khẩu số. Ok. Let's go. Thank you.
Đó, sau đó các bạn sẽ đi làm nhiệm vụ tiếp theo. Mình đang bị anh chàng này chặn đường lối đi rồi. Wow. So ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Let's go. This inversion. Survival. Rồi, và mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.